Kính thưa quý khách, để chỉnh cho mắt quý khách có độ sâu hơn 4 mét, cho cách chứa nước lên đến gần 3 triệu lít nước biển, là bể chứa nước biển trong nhà lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Loài sinh vật ta được đốt chân đầu tiên đó chính là loài cá đuối màng. Cá đuối màng sẽ môi giới tầng đáy biển và do tổ chức miệng nằm ở phía bên dưới nên khi cho ăn, thợ lặn của chúng tôi sẽ phải dùng chúng ra sát mặt cửa sổ bể chính và đút cá trực tiếp vào miệng. Nếu quý khách tinh ý quan sát sẽ thấy phía sau đuôi của loài cá đuối màng có một chiếc gai nhỏ nhô ra. Các chiếc gai này có chứa độc tố giúp chúng có thể tự vệ khi bị kẻ thù tấn công. Và nếu chẳng may chiếc gai này bị mất đi hoặc bị cắt bỏ, sau một thời gian chiếc gai này sẽ mọc trở lại hoàn toàn bình thường. Và xin mời tất cả các bạn nhỏ đang đứng trước cửa sổ về chính vui lòng ngồi xuống hoặc di chuyển sai bên. Xin hai, xin mời tất cả các bạn nhỏ đang đứng trước cửa sổ về chính vui lòng ngồi xuống hoặc di chuyển sai bên. Xin cảm ơn. Sống trong bể chính là cá nục và được chia làm hai khung giờ ăn vào lúc 10:30 và 17:00. Với hai khoang như vậy sẽ đảm bảo cho tất cả các loại sinh vật có thể phát triển tốt nhất như trong môi trường ngoài tự nhiên. Hôm nay, các loại sinh vật sống trong bể chính sẽ tiêu thụ khoảng 30-40 kg cá nục. Các loại trước khi được mang xuống bể chính sẽ phải trải qua một giai đoạn để biến vô cùng cẩn thận. Giữa đường trao xô có đắp thì và chia làm hai ngăn. Cá nục nguyên con sẽ dành cho các bạn cá đuối màng, cá vú ngê. Và cá nục sát nhỏ sẽ dành cho các bạn cá thai bàn như cá thai bồ, cá sử, cá bề. Hai nhân viên thợ lặn của chúng tôi trước khi xuống bể chính sẽ được trang bị những thiết bị vô cùng an toàn như linh khí, mũ lặn, kính bơi. Rất đặc biệt là găng tay để tránh trường hợp bị thương trong quá trình cho các loại sinh vật sống trong bể chính ăn. Vui lòng ngồi xuống hoặc di chuyển sai bên để tránh tầm nhìn của quý khách hàng phía sau. Xin hai, xin mời tất cả quý khách hàng đang đứng trước khu vực cửa sổ về chính vui lòng ngồi xuống hoặc di chuyển sai bên để tránh tầm nhìn của quý khách hàng phía sau. Xin cảm ơn. Có một số loài sinh vật được chọn nhất định và những loài khác được chọn ở đâu. Và xin mời quý khách cùng hướng sự chú ý lên phía trên mặt nước, nơi có một vòng tròn xoáy do các bạn cá tay bồ, cá sử, cá bề gây nên. Các bạn này sẽ được chọn bằng cách nhân viên trai sát động vật của chúng tôi sẽ ngồi trên thuyền và thả cá từ trên xuống dưới. Việc chia làm hai khu vực ăn và hai hình thức ăn khác nhau như vậy cho tất cả các loài sinh vật sống trong bể chính được ăn no và tránh tình trạng tranh giành ngồi lẫn nhau.